Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Du lịch Bốn Phương. Hôm nay cùng tôi khám phá địa điểm khu du lịch này nhé. Nơi mà tôi muốn giới thiệu hôm nay là thành phố Hạ Long. Các bạn có biết vì sao thành phố Hạ Long luôn là khu du lịch nổi tiếng không? Vì nhờ có thiên nhiên ban tặng những hòn đảo hùng vĩ và những món ăn đặc sản nổi tiếng và hấp dẫn như sữa chua Trân Châu Hạ Long và chả mực. Nghe thật thú vị và hấp dẫn đúng không nào? Cùng tôi tham quan thành phố Hạ Long nhé!